Hello, xin chào, mến chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì tiếp tục em lại xuất hàng để gửi cho anh em đây. Những chiếc lọc xì Dbic 231 hàng cao cấp anh em nhé. Tất cả đều hàng mới. Ngày nay đi được có 5 chiếc thôi. Thì với những chiếc này thì bên em đang bán với giá là 1.400.000 đồng. Em bao ship và tặng cho anh em một cặp dây rắc Canon anh em nhé. Với những bản này thì như anh em có thể thấy đây, đều sử dụng đó là nguồn biến áp xuyến đồng hết anh em nhé. Dbic 231 nguồn biến áp xuyến đồng. Và những dòng sản phẩm này thì bên em sẽ bảo hành cho anh em đó là 12 tháng anh em nhé. Còn lỗi sẽ là một đổi một trong vòng 30 ngày đầu để cho anh em yên tâm khi sử dụng với những dòng này. Hết một năm anh em dùng mà trục trặc gì thì anh em cứ gửi cho bên em nhé. Đấy là những cái mà em phải nói và nhắc cho anh em rất nhiều rồi, đúng không ạ? Thì với những bản này là với những cái bản mà bên em cao cấp, bên em bán ra và như cao cấp như thế nào thì em đã có những số cái video đã review so sánh chi tiết tới tất cả anh em. Và khác với những bản mà một số anh em bán trên thị trường nó sẽ như thế nào thì em cũng đã rất là rõ cho anh em nhé, rất là rõ cho anh em luôn. Với những bản bên em thì em bán như nào thì em quảng cáo và giới thiệu tới tất cả anh em là như vậy anh em nhé. Bán, quảng cáo và giới thiệu với anh em như vậy. Nên với những dòng sản phẩm mà khi mà bên em lên video như nào thì hàng anh em nhận được là sẽ như vậy thôi anh em nhé. Đấy, hàng như vậy thôi. Với dòng lọc này thì nó chia nhỏ giải tần ra cho anh em chơi và bát, chung và chép để cho anh em tinh chỉnh. Anh em muốn nghe nhiều bát thì tăng bát, muốn nghe nhiều chép thì tăng chép. Khi mà em gửi cho anh em thì những cái cần gạt aqualizer này em đều để hướng mức giữa này anh em nhé. Những mức giữa như này. Và khi về nhà thì nó sẽ tùy thuộc vào tai nghe anh em. Muốn nghe nhiều bát tăng bát, muốn nghe nhiều chép tăng chép. Nhiều anh em cũng bảo là chỉnh trước cho anh, nhưng mà thật ra anh em là không thể chỉnh trước được với những dòng này. Chỉ chỉnh trước là như này thôi, cân bằng. Vì không biết tai, không biết gu của anh em nghe nhạc như thế nào thì về nhà anh em cần tăng giảm thôi, đúng không ạ? Nó rất là dễ. Bên trái anh em là bát, giữa là chung và bên phải anh em là chép thôi. Thì cứ thế anh em chỉnh thôi. Còn chỉnh trước thì em sẽ chỉnh cho anh em những cái gain này và những cái phím bấm như EQ bypass, lao cắt hay Ranger. Thường thì những cái như gain input này thì em để hướng tầm khoảng 1 giờ đến 2 giờ như này thôi. Ranger em bật, lao cắt và bypass thì thường em sẽ tắt. Nhưng mà nếu mà anh em nào mà sử dụng loa lầm ấy thì anh em lên bật cái lao cắt này lên nhá. Bật lao cắt để nó sáng đèn lên để nó sẽ cắt những cái tần số trầm quá ngưỡng cho anh em. Thì tiếng bát của anh em trên những dòng loa lầm ấy nó sẽ được tròn tiếng hơn. Loa lầm hầu như là đánh nó tiếng sẽ bị hay bị ù, nó hay có đuôi. Thì anh em dùng cái dòng lọc này anh em cắt được cái đuôi đó đi anh em nhé. Ấn lao cắt vào nó sẽ cắt được cái đuôi đó đi. Để nghe tiếng bát nó tròn nó chắc hơn. Còn EQ bypass này thì nó sẽ là qua hay không qua lọc xì. Thì anh em lên nhớ cho em là nhả ra để nó không có đèn nhé. Còn nhấn vào nó có đèn là nó không qua lọc xì đâu. Khi đó anh em chỉnh những cần gạt aqualizer này nó sẽ không có tác dụng đâu anh em nhé. Để lưu ý với anh em như vậy. Đây, nguồn biến áp xuyến đồng anh em nhé. Đấy. Và mặt đằng sau con này thì cũng không có gì cả. Nó chỉ sử dụng đó là cầu đầu vào hỗ trợ Canon 6 ly và đầu ra cũng hỗ trợ Canon 6 ly thôi. Nó chỉ có như vậy thôi anh em nhé. Vì lọc xì mà nó đơn giản cho anh em thôi chứ không có gì cả. Ra vào hỗ trợ Canon 6 ly. Và như em nói rồi thì anh em khi mà kết nối xuống âm ly, anh em kết nối xuống vang, anh em kết nối xuống đẩy thì anh em chỉ cần báo thôi là anh kết nối thứ tự như này, hoặc anh cắm xuống âm ly, anh cắm xuống đẩy thì là bên em sẽ tặng dây rắc cho anh em. Thì anh em không cần phải mua thêm bất kỳ dây rắc gì nữa anh em nhé, để gửi chuẩn nhất cho anh em. Chứ nhiều anh em không báo là ví dụ như thường là mặc định em sẽ tặng cho anh em đó là Canon chuyển Canon, nhưng đôi khi có một số anh em gọi là nâng cấp cho âm ly không đấy, thì anh em sử dụng mỗi âm ly thôi thì bắt buộc là cần phải có rắc 6 ly để chuyển đổi nữa và Canon chuyển hoa sen chứ không phải là Canon chuyển Canon. Thì em sẽ tặng cho anh em đó là Canon chuyển hoa sen. Đấy, nên là lưu ý cho anh em nhé. Còn nếu như mặc định thì thường là em sẽ tặng Canon chuyển Canon thôi. Ok chưa? Thì 1.400.000 đồng anh em nhé. Em bao ship toàn quốc và tặng dây rắc một cặp Canon cho anh em. Anh em có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ bên em qua số điện thoại bên góc dưới màn hình. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để xem các video mới nhất anh em nhé. Chào anh em và hẹn anh em ở các clip lần sau. Một ngày thì vẫn lên đường đều đều những chiếc lọc xì cho anh em. Ok ạ.